Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế ngày 23 tháng 3 năm 2023 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ukraine ngày càng đối mặt tình thế khó khăn. Nga cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân ở mức cao nhất trong nhiều thập niên. Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Mỹ, Anh tiến hành tập trận chung. Ông Donald Trump muốn bị còng tay tại tòa. Sau đây là thông tin chi tiết. Ukraine ngày càng đối mặt tình thế khó khăn. Tình hình giao tranh trên thực địa hiện tại đang không có lợi cho chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky. Những mục tiêu mà ông Zelensky đặt ra có thể không thực hiện được, theo nội dung cuộc họp kín mới diễn ra gần đây của tổ chức phi chính phủ Anh Chatham House. Theo báo Ấn Độ Asian Times, kết luận được đưa ra sau cuộc họp là hy vọng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga đang ngày càng xa vời. Cuộc họp có sự tham gia của các cựu sĩ quan, các chuyên gia, các học giả từng làm việc trong các chính quyền Tổng thống Mỹ từ thời Tổng thống Donald Reagan cho tới gần đây là cựu Tổng thống Donald Trump. Theo nguyên tắc của tổ chức Chatham House có trụ sở tại Anh, danh tính của những người tham gia cuộc họp được giữ kín. Theo nội dung cuộc họp, vấn đề Ukraine đang gặp phải là thiếu binh sĩ được đào tạo đầy đủ, cũng như thiếu đạn dược. Các chuyên gia và học giả hầu hết cho rằng Ukraine hứng chịu tổn thất trong xung đột tương đương 2/3 so với Nga. Nhưng Nga có nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ hơn, dân số lớn hơn nhiều so với Ukraine, nên tổn thất về khí tài và thương vong trong giao tranh là điều Nga có thể bù đắp. Ngược lại, Ukraine đang đối mặt với những tổn thất không thể bù đắp về nhân lực. Theo một báo cáo trong cuộc họp, gần như toàn bộ lực lượng Ukraine được NATO đào tạo trong giai đoạn năm 2014 cho đến trước xung đột năm 2022 đã thiệt mạng hoặc không còn khả năng chiến đấu hiệu quả. Đầu tháng 3, báo Mỹ Newsweek đưa tin, Ukraine đang trong đợt tuyển quân rầm rộ. Ukraine rõ ràng đã tăng cường các hoạt động quy động thêm nhân lực cho quân đội trong 2 tháng đầu năm nay, báo Mỹ cho biết. Báo cáo trong cuộc họp gần đây của tổ chức Chatham House cho biết, Ukraine không đến mức rơi vào cảnh thiếu binh sĩ, nhưng chất lượng quân nhân và sĩ quan đang ngày càng giảm vì thương vong trong giao tranh. Nhìn chung, một cuộc chiến tiêu hao càng kéo dài, Ukraine càng tỏ ra hụt hơi so với Nga. Báo cáo trong cuộc họp nêu ví dụ về một tiểu đoàn chiến đấu Ukraine mất 600 người vào tháng 1 năm nay. Thêm 700 binh sĩ được bổ sung cho đơn vị, nhưng đến tháng 2 lại có thêm 800 người trong tiểu đoàn này thiệt mạng. Ước tính tỷ lệ tổn thất của tiểu đoàn là 60% trong 2 tháng. Về khả năng Ukraine mới được phản công vào mùa xuân, các chuyên gia nhận định Kiev cần ít nhất 650 xe tăng chủ lực và 1.000 xe chiến đấu bộ binh để có thể tạo ra sự khác biệt. Nhiều ý kiến cho rằng triển vọng về một bước đột phá của quân đội Ukraine để chấm dứt tình trạng giằng co là rất thấp. Một cựu quan chức Lầu Năm Góc nói trong cuộc họp rằng nếu không thể tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine trong 2 năm tới thì nên nghĩ đến việc cắt lỗ ngay từ bây giờ. Đánh chìm tàu Nga ở Biển Đen tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga là những điều nghe thì rất hay, nhưng không đủ để giảm sức ép với Ukraine. Theo tiết lộ về nội dung trong cuộc họp, tình hình giống như trong nội chiến Mỹ, khi phe miền Nam chiến đấu hiệu quả hơn, nhưng phe miền Bắc có ưu thế vượt trội về nhân lực và khí tài. Đến năm 1865, phe miền Nam còn không có đủ binh sĩ để phòng thủ dàn trải. Một nhà phân tích chính sách đối ngoại của Mỹ nói, theo báo Ấn Độ Asian Times, vấn đề thiếu hụt nhân lực là điều Tổng thống Ukraine Zelensky từng thừa nhận. Ông Zelensky cũng phản ứng tích cực với đề xuất hòa bình gồm 12 điểm của Trung Quốc. Vấn đề hiện tại có lẽ là việc phương Tây sẽ còn giúp Ukraine trong giao tranh với Nga trong bao lâu. Tình hình quốc tế hiện nay là rất khác so với cách đây một năm, có lẽ sẽ đến lúc Ukraine cần tính tới giải pháp thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình do bên thứ ba làm trung gian, báo Ấn Độ nhận định. Nga cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân ở mức cao nhất trong nhiều thập niên. Nga nói nguy cơ xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên, đồng thời cảnh báo Moscow thực tế đang trong tình trạng xung đột công khai với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên, đồng thời cảnh báo rằng Moscow thực tế đang trong tình trạng xung đột công khai với Washington về cuộc chiến Ukraine, theo hãng tin Reuters. Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vốn đã căng thẳng từ lâu, nay thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi năm ngoái. Tiếp đó, đến tháng 2 năm nay, Moscow đã rút khỏi hiệp ước cắt giảm khí tài chiến lược mới New START với Washington. Trong sự kiện bàn về hiệp ước nói trên diễn ra vào ngày 22 tháng 3, ông Ryabkov nói rằng Nga không có lý do gì để khôi phục hiệp ước vào lúc này, đồng thời chỉ trích điều mà ông gọi là đường lối thù địch của Washington đối với Moscow. Tôi không muốn đi sâu vào cuộc thảo luận về việc liệu khả năng xảy ra xung đột hạt nhân ngày nay có cao hay không, nhưng nó cao hơn bất cứ điều gì chúng ta từng có trong nhiều thập niên qua, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov. Ông này nói thêm rằng Nga cam kết giữ cho thế giới an toàn và tránh khỏi mối đe dọa cuộc chiến hạt nhân. Nhưng sau đó nói thêm, khó có thể thực hiện cam kết này vì Moscow hiện đang ở trong tình trạng xung đột công khai với Mỹ.
Theo Reuters, Điện Kremlin đã nhiều lần cáo buộc Washington trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột bằng cách cung cấp khí tài cho Kiev, đồng thời coi cuộc xung đột là cuộc chiến vì sự sống còn của Nga. Theo học thuyết quân sự của Moscow, Nga có thể triển khai tấn công hạt nhân trong trường hợp bị tấn công bằng khí tài hạt nhân hoặc các loại khí tài hủy diệt hàng loạt khác, hoặc đối mặt với mối đe dọa bằng khí tài thông thường liên quan sự tồn vong của đất nước, theo tờ Newsweek. Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Mỹ, Anh tiến hành tập trận chung. Cuộc tập trận được tổ chức ở cấp cường độ cao nhằm tăng khả năng phối hợp giữa ba lực lượng thủy quân lục chiến của Hàn Quốc, Mỹ và Anh. Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập này diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3, tại Busan, cách thủ đô Seoul 272 km về phía đông nam. Cuộc diễn tập đổ bộ có sự tham gia của các đơn vị trinh sát của Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 của Hàn Quốc và lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cùng lực lượng biệt kích Hải quân Hoàng gia Anh. Đây là lần đầu tiên quân đội Anh tham gia cuộc diễn tập này. Trong thời gian diễn tập, lực lượng ba quốc gia thực hiện kịch bản xâm nhập một mục tiêu nhằm chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ từ trên không và đường biển, trinh sát khu vực và xác định các mục tiêu địch để tiến hành pháo kích chính xác. Quân đoàn Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết, trong ngày 23 tháng 3, các đơn vị thủy quân lục chiến diễn tập giao tranh trong lúc hành quân củng cố năng lực thực hiện các nhiệm vụ phối hợp nhằm thích nghi và cơ động trên địa hình Hàn Quốc. Cuộc diễn tập này là một cơ hội để lính trinh sát của thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Mỹ và Anh chia sẻ kỹ năng của từng lực lượng và củng cố khả năng phối hợp thông qua diễn tập thực địa. Theo Trung tá Kim Jong-myung, chỉ huy đơn vị thủy quân lục chiến Hàn Quốc, cuộc diễn tập là một phần trong cuộc tập trận đổ bộ đồng đôi của quân đội Hàn Quốc và Mỹ vốn đã bắt đầu diễn ra xung quanh Busan từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 tới, khớp với nỗ lực tái tăng cường khả năng chiến đấu chống lại mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Đồng đôi từng không được tổ chức kể từ lần gần nhất năm 2018, thời điểm chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in thúc đẩy hòa giải với Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22 tháng 3 cũng cho biết vào tháng 6 tới, quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ có cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay trong chuỗi sự kiện đánh dấu 70 năm quan hệ đồng minh giữa hai nước, đồng thời nhằm phô trương lực lượng để trăng đe Triều Tiên. Các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành nhiều hình thức huấn luyện quân sự khác nhau trong những tuần gần đây, gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển, cũng như cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn đầu tiên của họ sau 5 năm. Máy bay ném bom B-1B, B-52H của Mỹ và các chiến đấu cơ F-15K và KF-16 của Hàn Quốc cũng tham gia các cuộc tập trận này. Việc triển khai các khí tài quân sự Mỹ vào lúc có sự lo ngại Bình Nhưỡng phản ứng với cuộc tập trận lá chắn tự do giữa Hàn Quốc và Mỹ từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3. Ông Donald Trump muốn bị còng tay tại tòa. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán ông sẽ bị bắt liên quan tới trường hợp bịt miệng diễn viên phim Seth Stormy Daniels. Báo The Guardian Anh và báo The New York Times Mỹ cho biết ông Trump nói với các cố vấn của mình rằng ông muốn bị còng tay tại tòa nếu bị bồi thẩm đoàn quận Manhattan, New York, Mỹ truy tố. Ông Trump đang dính líu tới trường hợp của nữ diễn viên phim Seth Stormy Daniels. Luật sư của ông Trump, Michael Cohen, đã dàn xếp khoản thanh toán 130.000 đô la Mỹ cho Daniels để cô im lặng về cuộc trao đổi tình dục với ông Trump một thập kỷ trước đó. Tuần trước, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội về khả năng bị bắt vào ngày 21 tháng 3, nhưng cuối cùng không xảy ra. Theo báo The Guardian, việc ông Trump muốn bị còng tay tại tòa dường như là để tạo ra một tình huống thu hút sự chú ý, củng cố quyết tâm chính trị nhằm đảm bảo đề cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024. Báo này dẫn các nguồn tin cho hay ông Trump lo ngại bản thân bị xem là yếu ớt nếu hầu tòa thông qua cuộc gọi video hoặc được nhà chức trách đối xử đặc biệt. Ông cũng được cho là hy vọng trường hợp này sẽ gây khó khăn cho các đối thủ trong Đảng Cộng hòa của mình khi đảng này có thể phải công khai bảo vệ ông nếu bị truy tố. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Bloomberg đưa tin ông Trump dự kiến sẽ không bị còng tay do là cựu nguyên thủ quốc gia. Mở đầu bản tin sẽ là một tin tức liên quan đến tình hình cuộc giao tranh dữ dội diễn ra tại điểm nóng Bakhmut ở miền đông Ukraine. Ngày 22 tháng 3, ông Yan Gagin, chuyên gia quân sự chính trị và là cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, thông báo trên kênh truyền hình Russia 1 cho biết Bakhmut đã hoàn toàn bị bao vây và tất cả lối vào thành phố đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Nga. Cụ thể, ông Yan Gagin cho biết thành phố Bakhmut đã hoàn toàn bị bao vây. Điều đó tức là tất cả lối vào và tuyến giao thông huyết mạch tới thành phố này đều nằm trong tầm kiểm soát của pháo binh Nga. Theo ông, về nguyên tắc, có thể nói rằng thành phố này đã thực sự bị bao vây. Hiện nay, Nga kiểm soát khoảng 70% khu vực Bakhmut. Quân đội Ukraine đóng tại thành phố này là khoảng 10.000 người. Bakhmut là một trung tâm hậu cần quan trọng nằm ở khu vực Ukraine, kiểm soát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Giao tranh dữ dội nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này vẫn đang tiếp diễn.
Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Buslin đã nhiều lần nhận định không có bằng chứng cho thấy Ukraine có kế hoạch rời Bakhmut. Trong khi đó, Kiev cho biết hệ thống phòng thủ của thành phố sẽ được tăng cường. Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine không đầu hàng và sẽ chiến đấu chừng nào còn có thể. Thưa quý vị, mới đây, tờ Bild của Đức dẫn nguồn tin NATO cho biết khối này đang cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết để chia cắt hành lang trên đất liền tới Crimea của Nga. Hiện nay, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang ở giai đoạn quyết định với việc Kiev hướng đến việc giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát trong mùa xuân này. Tờ Bild dẫn lời một quan chức hàng đầu NATO khẳng định rằng các nhà phân tích của Liên minh dự đoán cuộc xung đột sẽ đến giai đoạn cao trào vào mùa xuân và mùa hè. Quan chức trên tự tin rằng các vũ khí hạng nặng được cung cấp cho Ukraine sẽ phục vụ một số cuộc phản công vào đầu tháng 5. Nguồn tin trên cho hay 6 tháng tới sẽ là giai đoạn then chốt trong cuộc xung đột này không chỉ với Ukraine mà còn với các nước NATO. Trong khi từ chối tiết lộ chi tiết về các cuộc tấn công đã lên kế hoạch, quan chức này cho biết các lực lượng của Ukraine sẽ tập trung vào khu vực Zaporizhia và Lugan. Mục tiêu của các cuộc tấn công này là chia cắt hành lang đất liền tới Crimea. Theo quan chức NATO, Ukraine cũng có thể sẽ tiến hành phản công ở các khu vực khác để đánh lạc hướng quân đội Nga. Bài báo của Bild cũng nhận định NATO không loại trừ kịch bản Ukraine sẽ giành lại Crimea, bán đảo được sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Quan chức này khẳng định Kiev có quyền giành lại tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine. Trong nỗ lực đảm bảo các cuộc tấn công mới sẽ thành công, các nước phương Tây được cho là đang cung cấp dữ liệu tình báo, hỗ trợ hậu cần và vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cho biết, cánh cửa cơ hội cho Ukraine sẽ chỉ mở ra cho tới cuối năm nay. Nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc nhấn mạnh, Ukraine sẽ chỉ có một cơ hội để tiến hành cuộc phản công lớn, đồng thời cảnh báo nếu nỗ lực này thất bại, Kiev sẽ rất khó nhận được hỗ trợ cho cuộc phản công tiếp theo. Xin được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Ngày 23 tháng 3, hãng TASS dẫn cảnh báo của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nhấn mạnh, mỗi ngày các chuyến hàng vũ khí nước ngoài đến Ukraine cuối cùng sẽ mang ngày tận thế hạt nhân đến gần hơn. Theo hãng thông tấn Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói với các phóng viên Nga và người dùng mạng xã hội VK rằng mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân không những không biến mất mà còn trở nên cấp bách hơn. Ông Medvedev cho rằng mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân không biến mất, ngược lại đã tăng lên, đồng thời cảnh báo mỗi ngày các chuyến hàng vũ khí nước ngoài đến Ukraine cuối cùng sẽ mang ngày tận thế hạt nhân đến gần hơn. Trước đó, trong bài báo đăng trên tờ Izvestia ngày 27 tháng 2, ông Medvedev cho rằng phương Tây đang gây nguy hiểm cho sự tồn vong của nền văn minh nhân loại bằng cách đe dọa Moscow. Theo ông Medvedev, nếu vấn đề về sự tồn vong của Nga được đặt ra một cách nghiêm túc, nó sẽ không được quyết định trên mặt trận Ukraine. Vấn đề này sẽ được quyết định cùng sự tồn tại lâu dài của toàn bộ nền văn minh nhân loại. Cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh, Mỹ và các đồng minh tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn mọi nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Họ không muốn hiểu rằng mục tiêu của họ chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại hoàn toàn, mất mát cho tất cả mọi người, sự tàn vong, ngày tận thế, nơi bạn quên đi cuộc sống trước đây của mình trong nhiều thế kỷ, cho đến khi đống đổ nát ngừng phát ra bức xạ. Thưa quý vị, mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nước phương Tây ủng hộ Ukraine và đặc biệt là Mỹ sẽ nỗ lực hết sức để ngăn cản Kiev bước vào đàm phán với Moscow. Bình luận trên được đưa ra bên lề cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Moscow ngày 21 tháng 3. Sau những thông báo gần đây của các quan chức phương Tây cho rằng bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cho Ukraine đều đến từ cuộc trao đổi giữa Nga và Trung Quốc đều sẽ không thể chấp nhận được. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trong tình hình hiện nay sẽ chỉ thông qua chiến dịch quân sự của Nga thay vì đóng góp cho hòa bình. Theo ông Peskov, Mỹ và châu Âu, nhưng trước tiên là Mỹ không muốn Kiev bước vào các cuộc đàm phán hòa bình. Họ thậm chí không để Kiev nghĩ về điều đó. Trong các cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã thảo luận về lập trường 12 điểm mà Bắc Kinh đề xuất về xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin đã khen ngợi sáng kiến này và thể hiện thái độ sẵn sàng thảo luận cũng như xây dựng nó, đồng thời khẳng định mong muốn của Moscow nhằm theo đuổi giải pháp ngoại giao để giải quyết xung đột. Ông Putin cho biết, Nga tin rằng nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình mà Trung Quốc thúc đẩy phù hợp với hướng tiếp cận của Nga và có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình khi phương Tây và Kiev sẵn sàng. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn chưa nhận thấy sự sẵn sàng từ phía Kiev. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Bắc Kinh tiếp tục duy trì lập trường của mình về cuộc xung đột, hối thúc hai bên gắn với ngoại giao và bước vào đối thoại. Ông Tập khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ hòa bình và đối thoại và Trung Quốc đứng về phía bên đúng trong lịch sử.
Thưa quý vị, sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều ngày 21 tháng 3 theo giờ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước báo giới cho biết các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi thấy rằng nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đưa ra phù hợp với cách tiếp cận của Nga và có thể sử dụng để làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ sự sẵn sàng nào từ phương Tây và Kiev. Trong một tuyên bố chung đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Moscow, hai nhà lãnh đạo cảnh báo về bất kỳ bước đi nào có thể đẩy cuộc xung đột Ukraine vào một giai đoạn không thể kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh rằng không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Putin tin tưởng các điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đưa ra phù hợp với cách tiếp cận của Nga và có thể được coi là cơ sở cho một giải pháp hòa bình. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại quan điểm trung lập của Trung Quốc về Ukraine và kêu gọi đối thoại. Đề xuất của Trung Quốc gồm 12 điểm kêu gọi giảm leo thang và cuối cùng là ngừng bắn ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Trung Quốc và cho rằng đề xuất một lệnh ngừng bắn thời điểm này sẽ tạo điều kiện cho quân đội Nga có thêm thời gian để củng cố lại. Kiev hoan nghênh sự tham gia ngoại giao của Trung Quốc, nhưng yêu cầu Nga phải rút quân và nhấn mạnh sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.